Lời nói của mục sư Semenil rất đúng, vì tuổi của tôi đến nay là 90 tuổi, tất nhiên là người ta có là quá già rồi. Nhưng tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ quên cái ngày mà chúng ta gọi là ngày tang tóc, ngày quốc hận của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta dù có mất Việt Nam, bất cứ Việt Nam, nhưng chúng ta không bao giờ tinh thần Việt Nam Cộng Hòa chống cộng, không bao giờ mất. Sớm mai này tôi cũng đã giữ lại tại đây là bởi vì cái ngày này trong quá khứ những người bạn chúng tôi là ông Trung tướng Ngô Văn Trưởng, Thủ tướng Ngô Thế Lân, các em đó là một khóa học của tôi ở Thủ Đức và chiến đấu đến ngày cuối cùng, và riêng tôi thì chiến đấu bảo vệ Sài Gòn đến ngày cuối cùng, và những nơi mà chúng tôi chiếm giữ đều không bị mất. Chúng tôi nói nhiều không bằng nói thật. Cái quốc hận của chúng ta bị mất, nhưng mà đó là một cái ngày để chúng ta thấy rằng cái tội ác của Cộng sản nó càng lớn bao nhiêu. Chúng ta mất nước, mất tất cả, nhưng mà ta không mất tinh thần chống cộng. Và tôi nghĩ rằng cộng đồng người Việt Nam qua hiệu tinh và phụ cận trước đây tôi thành lập và nói rằng một cộng đồng chống cộng trước nhất và được chính phủ biết tới và khen ngợi, và tiếp tục từ ngày đến nay tôi thấy những ban đại diện cộng đồng đều có tinh thần chống cộng rất cực, tổ chức rất nhiều. Thành thử ra những lần nào mà tổ chức như vậy, tức là tôi đã nhắc nhở lại cái đau khổ của người Việt Nam chúng ta đang sống hiện giờ, đang sống ở tại Việt Nam. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó có cơ hội chúng ta sẽ chiếm lại và xây dựng lại một nước tự do, dân chủ và an bình. Tôi xin thật cảm ơn quý vị, và tôi cũng cảm ơn các quý vị cảnh sát trưởng và sứ ủy trưởng, the Chief Department of the Police Houston and Chief Department of the Chief. We are fighting for freedom, for democracy and human rights. Thank you very much for your today. Thank you very much. Kính chào toàn thể quý vị. I'm going to summarize what Mr. Nam said. He's a 90 years old former soldier, and he also the former chairperson of the Vietnamese American community, and actually he's one of the few founder of the Vietnamese American community. Và liên